Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đình Hóa, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Biệt thự 2 tầng mái Nhật của gia đình anh Vũ Văn Sĩ tại Mỹ Đức, Hà Nội được thiết kế theo phong cách hiện đại, là một nơi lý tưởng để sống và thư giãn. Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và kiến trúc đương đại, biệt thự này mang đến không gian thoáng đãng, thanh lịch và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Công trình với chiều ngang là 8,72m và chiều sâu công trình là 14,72m. Tầng 1 chúng tôi thiết kế một phòng khách kết hợp phòng thờ, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ có vệ sinh khép kín, một phòng ngủ thường và một vệ sinh chung. Tầng 2 Kisato thiết kế một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ có vệ sinh khép kín, hai phòng ngủ thường và một vệ sinh chung. Bên ngoài, biệt thự được xây dựng với kiến trúc mái Nhật truyền thống, tạo nên một diện mạo sang trọng và độc đáo. Các cửa sổ lớn và cửa chính giúp cho ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào không gian bên trong và kết nối với thiên nhiên xung quanh. Bên cạnh khu vực sống chính, biệt thự cũng có một chòi ngoài trời, tạo điểm nhấn độc đáo và mang lại trải nghiệm sống ngoài trời tuyệt vời. Chòi được xây dựng bằng bê tông, có mái che và các chi tiết trang trí, tạo nên một không gian yên tĩnh và tĩnh lặng để thư giãn, đọc sách và tận hưởng không gian xanh. Nếu các bạn thấy mẫu nhà này đẹp, hãy like, share và bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn vào link bên cạnh để nhận thêm những phần quà hấp dẫn của chúng tôi. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.